Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của MT Team, bí ẩn tâm linh và lịch sử. Câu chuyện ngày hôm nay Mark muốn kể cho các bạn nghe có một cái tựa đề rất là hấp dẫn, đó là về ma cà rồng. Thật ra thì chủ đề về ma cà rồng thì các bạn cũng đã biết rồi. Rất là nhiều cái tác phẩm văn học cũng như là các cái câu chuyện cũng như các cái bộ phim ở cả văn hóa phương Đông cũng như phương Tây đó đều có nhắc đến. Nhưng mình nghĩ rằng là mỗi một nền văn hóa sẽ có một cái cách nhìn nhận cũng như là cái cách miêu tả khác nhau về ma cà rồng. Và ngày hôm nay tất nhiên chúng ta sẽ đi theo chiều hướng của dân gian Việt Nam. Trong văn hóa dân gian Việt Nam thì ma cà rồng được nhắc đến theo từng văn hóa vùng miền khác nhau cũng như là từng cái sắc tộc khác nhau. Ví dụ như với dân tộc Kinh cũng có một cái góc nhìn khác về ma cà rồng, cũng như là các bà con đồng bào các cái dân tộc Thái hay là dân tộc Tày cũng có cách nhìn rất là khác. Theo như mình tìm hiểu ở trong văn hóa dân gian Việt Nam thì ma cà rồng còn được gọi với một cái tên khá là khó hiểu như là ma càn sùng đó. Hay ngay cả trong cái cuốn Kiến Văn Tiểu Lục của nhà thơ cũng như là nhà bác học Lê Quý Đôn cũng có nhắc tới ma cà rồng. Thì ông miêu tả rằng là ma cà rồng là ban đêm sẽ xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi và bay đi đó, sẽ tìm đến nhà nào có phụ nữ mới sinh đấy, có trẻ nhỏ để hút máu đó. Khi nó bay đến ấy, thì trong cái ánh đèn lửa sẽ lập lòe đấy, nhà nào phát hiện ra thì sẽ lấy gậy để vụt nó, và may mắn mà chúng nó thì nó sẽ bay đi đó. Và tới khoảng canh năm, nó đi kiếm ăn như vậy, đến khoảng canh năm nó sẽ quay trở về và tháo hai ngón chân cái ở lỗ mũi ra và nhúng xuống chậu nước thảo mộc để ngâm chân đó, và sáng hôm sau nó sẽ đi làm và sinh hoạt như là một người bình thường đó. Theo như Mark tìm hiểu thì cũng có một số cái tư liệu cổ cũng như là một số cái câu chuyện của dân gian Việt Nam để lại đó, có một cái góc nhìn ma cà rồng khác nữa, đặc biệt là trong cái góc nhìn của người dân tộc bà con dân tộc Thái thì có một góc nhìn mà Mark cũng rất là thích, và Mark cũng cảm thấy đâu đó nó có một cái điểm có lẽ là chân thật nhất về ma cà rồng đó. Vậy nên cái câu chuyện ngày hôm nay Mark sưu tầm và kể thì cũng xin được chia sẻ với các bạn rằng là nó là một cái câu chuyện có cái góc nhìn về ma cà rồng chân thực và khá là giống nhất. Còn những cái câu chuyện mà miêu tả Mark cảm thấy nó hơi có cái màu sắc liêu tra chí dị thì xin phép là không được kể, tại vì mình thích kể những cái câu chuyện làm sao nó có cái tính chân thực và cảm thấy nó đâu đó nó thiết thực với cái góc nhìn của cuộc sống hơn. Câu chuyện này thì phải chia sẻ thật với các bạn là Mark đã từng được nghe từ những cái năm mà Mark mới có 12, 13 tuổi thôi. Đấy là chia sẻ rất thật là như thế, không có phải là giả dối hay dựng chuyện lên để câu view, câu like hay là kiếm câu chuyện để kể cho các bạn nghe đâu. Đây là mình nói rất là thật như vậy. Và cái câu chuyện này là của một gia đình cách nhà của Mark cũng khoảng mấy cây thôi. Đó. Thì gia đình này là vì là Mark sinh sống và làm việc ở trên Điện Biên, thì là một cái tỉnh thuộc núi rừng Tây Bắc, gọi là tận cùng phía Tây của Tổ quốc. Từ trung tâm thành phố của Mark mà sang đến Lào thì chỉ có khoảng 30 cây, hơn 30 cây thôi. Từ trung tâm thành phố mà sang đến cửa khẩu để bước chân sang đất Lào, bước một chân sang đất Lào là hơn 30 cây thôi. Đó, thì cái chỗ Mark sống ấy, cách nhà Mark khoảng mấy cây thôi, là có một cái gia đình người Hoa, người Việt nhưng mà gốc Hoa nhá. Đấy, của cái bạn này, bạn ấy rất là trẻ, bạn ấy sinh năm 90. Thì ngày đó thì Mark còn nhớ rất là nhỏ, được nghe mọi người kể chuyện lại thôi. Tức là kiểu nhà của Mark cũng có, ba mẹ Mark có quen với lại ông bà của cái bạn này, quen hẳn với ông bà của bạn này cơ. Thì khi mà biết tin cái bạn này tự nhiên nửa đêm vào viện cấp cứu, thì sáng hôm sau có đi thăm rất là sớm, thăm hỏi rất là sớm. Xong về buổi trưa ăn cơm nói chuyện với nhau thì Mark hóng hớt và nghe được kể lại, nghe ba mẹ Mark nói chuyện với nhau. Đấy, Mark ăn cơm thì trong bữa cơm thì hóng hớt được là ba mẹ kể như vậy, và Mark cứ nhớ câu chuyện như vậy trong đầu và cứ lớn lên để bây giờ một ngày vô tình làm kênh như thế này thì lại có câu chuyện để kể phục vụ các bạn. Và Mark đã cố gắng dành cả đêm hôm qua để suy nghĩ thật kỹ để ráp lại cái câu chuyện này làm sao cho nó không có thêm bớt, không có giả dối ở trong cái câu chuyện để kể với các bạn, nên rất là hy vọng được các bạn ủng hộ nhé. Thì cái nhà này có, mình xin phép là để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ấy hiện giờ, vì bạn ấy cũng lớn rồi, có gia đình rồi, thì Mark xin được đổi tên của bạn ấy đi đó. Và bạn này, bạn ấy tên là, mình xin được đổi tên nhân vật chính đi nhá, tên là Huệ. Chúng ta sẽ gọi bạn nhân vật chính này tên là Huệ. Nhà cái bạn Huệ này ấy, thì thật ra là cũng ở trong một cái xóm
cách nhà Mắc khoảng mấy cây thì cũng gần gần ở cuối xóm cơ, khá là sâu. Thì mẹ của bạn Huệ này làm may, làm nghề may nên là hay nhận sửa đồ, may vá các thứ. Mà ở quê Mắc nghèo lắm, ngày xưa nghèo lắm, thì cứ hay làm những công việc như vậy để kiếm sống qua ngày, cộng với công việc đồng áng thôi. Thì mẹ của bạn Huệ này tối hôm đấy là rơi vào khoảng tầm 10 11 giờ hơn gì đó, tự nhiên bạn Huệ bạn ấy đi ngủ rồi. Đấy, bạn cũng còn rất là nhỏ, ngày đó bạn ấy rất là nhỏ thì đi ngủ rồi để sáng hôm sau còn dậy gọi là học bài cái thứ. Thế nhưng mà mẹ bạn này thì làm cố lúc khoảng 11 gần 12 giờ rồi, làm cứ cố ngồi may vá. Chắc là do bạn ấy tỉnh dậy giữa đêm ấy, thì không thấy mẹ đâu thì bạn ấy lại ra tìm mẹ. Đấy, và mấy lần liền rồi, mấy lần ra tìm mẹ thì mẹ bạn ấy cứ giục bạn vào ngủ, không vào, nằm ngủ xong lại cứ thấp thỏm, cứ như có một cái cảm giác. Về sau bạn nói chuyện lại là cứ có cảm giác ai đó xui là bỏ 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 để đi ra ngoài ấy, ra ngoài đường ấy, bỏ trong nhà ra, không ở trong phòng ngủ nữa mà phải ra ngoài đường đi. Nên là cứ dậy, nhưng mà rất là may như này các bạn ạ, là mẹ bạn ấy thì thật ra là ngày xưa mà thì làm gì có tiền mà mở tiệm, mở cửa hàng, cửa hiếc gì để mà may vá hay nhận sửa chữa đâu. Chỉ là một cái máy khâu với ít vải hay là ít quần áo vụn, với ít vải để may may quần áo thôi, vứt luôn ở giữa phòng khách. Ai đến thì kiểu là phục vụ chủ yếu bà con trong xóm mà, thì mọi người biết thì đến thôi. Đó, thì mẹ bạn ấy làm sửa may, ngồi ở máy khâu để may một cái quần cho một cái cô ở trong xóm cho kịp sáng chiều hôm sau cho người ta lấy, để người ta sang ngày hôm sau nữa là người ta đi ăn cưới. Đó, thì theo như mẹ của bạn Huệ này kể lại là như vậy. Thì là cứ đang ngồi, thế là mẹ bạn ấy mấy lần đang ngồi sửa giữa nhà, bạn ấy cứ đi ra như vậy nói chuyện với mẹ bạn ấy, giục mẹ bạn ấy, bà mẹ của bạn ấy đã khó chịu rồi đấy. Thế thì tự nhiên lúc đó là lần không biết là lần thứ mấy, lần thứ tư thứ năm gì đấy, bạn ấy dậy, bạn ấy định mở cửa đi ra ngoài thì mẹ bạn ấy hỏi tại sao thứ, thì bạn ấy cứ cứ như kiểu là người bị thôi miên ấy, cứ lơ ngơ không biết gì đấy. Thì mẹ của bạn ấy nghĩ là thôi chắc là nó ngái ngủ thì thôi, cố sửa nốt một tí nữa để kịp mai giao cho người ta thì vào dỗ bạn ấy ngủ tiếp đấy. Thế bảo thế thôi con ngồi đây trong chờ mẹ một tí, sửa nốt một tí là xong thôi. Thế thì mẹ bạn ấy vừa bảo bạn ấy ngồi xuống cái ghế tí thì bạn cũng ngồi ngồi xuống cái ghế ở phòng khách như vậy. Thì vừa mới thấy bạn ấy đặt mông cái là xuống, là mẹ bạn cũng ra ngồi máy khâu, vừa mới dậm được hai cái đường may, dậm chân á, may máy khâu ngày xưa là dậm bằng chân thì dậm được hai cái đường may, thì nó nghe tiếng gọi đấy. Cô này thì cô ấy tên là Huế, tên là Huế đấy. Tên thật của cô thì mình xin phép giấu, mình cứ đặt cái tên như vậy để cho nó không ảnh hưởng cuộc sống người ta hiện giờ. Mà nói thật luôn là cũng 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 tuy là bây giờ là ba của Mắc thì mất rồi, mà nhà Mắc thì cũng chuyển đi xa so với cái nhà cũ ngày xưa rồi, thì cũng 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 không có còn liên quan gì. Nhưng mà thật ra Mắc không muốn cuộc sống của ai bị làm sao hết, biết đâu cái video này người ta xem được thì nó mất là rất là mất hay, đúng không ạ? Thì cái cô Huế này cô ấy nghe tiếng gọi thì bảo sao quái, đêm hôm rồi còn có ai gọi, gọi 2 tiếng liền, gọi giật lên nhé, gọi giật lên, Huế ơi Huế đấy, gọi như vậy. Thì theo như Mắc nhớ trong ký ức của Mắc là gọi như vậy. Thì là khi gọi như vậy thì cái cô Huế này cũng 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 có nhìn ra theo cái ra hướng cửa theo tiếng gọi, thì cô ấy không không có không có dám ra mở cửa vì đêm hôm rồi đấy, thân con gái thì ở nhà một mình đấy, chồng thì đi làm xa, chồng thì đi đào vàng. Thật ra ngày xưa thì ở trên quê Mắc thì cũng có khá nhiều người làm rất nhiều công việc khác nhau. Thì là ngày xưa cái chú gọi là chú Sơn này, thì chồng của cô này tên thật chồng là Sơn luôn, mình lỡ mồm mình nói mình lỡ mồm mình nói thôi. Thì hy vọng cái video này là nhà cô ấy không xem được. Thì cái chú Sơn này đó, là chú ấy đi ngại quá nhỉ, chú Sơn này chú ấy đi 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 làm vàng đó, thì chú không có ở nhà đó. Thế nhà thì cũng chỉ sinh ở mỗi bạn này thôi đó. Thì cái cô ấy cũng sợ nhỡ có chuyện gì cô ấy không có dám ra ra ngay, thì cô ấy phải mở cái cửa sổ ra, cô ấy đứng cô ấy ngó ra ngoài đó. Cái gian nhà, nhà gọi gian nhà ngang ngày xưa mà các bạn đấy, nhà xây bằng đất đó, thì sẽ hay có cái kiểu là cửa sổ ngay ra cửa chính, ngó ra thì không thấy ai cả. Thế vừa mới đi định khép cái cánh cửa này này, hai tay vừa mới khép vào thôi, cửa còn chưa kịp kín thì lại nghe tiếng gọi Huế ơi Huế ơi. Thế là này cô ấy mở toang ra, cô ấy nhìn chéo chéo ra ngoài thì thấy có bóng người lập lò đấy, bóng người lập lò chưa rõ là ai. Thì thế thì bảo là Huế ơi mở cửa để sửa quần áo đấy, sửa gấp đấy, nói kiểu đúng như người luôn như vậy. Thế thì cô ấy cũng chột dạ, cô ấy mở thôi, nhưng mà chó thì cắn ầm lên, nhà nuôi một con chó cắn ầm lên. Thế thì nó cứ cắn ầm xong rồi nó theo kiểu là
mà cắn mà không phải là kiểu cắn 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 mà kiểu mạnh mẽ để xua đuổi đâu nha, mà cắn theo kiểu cắn hoảng loạn ấy, xong rồi nó cứ đảo quanh đấy. Thế thì cô ấy cũng sột dạ nghĩ là thế chắc người lạ rồi, thì mở cửa ra cũng chưa dám ra hẳn ngoài cổng để đón đâu, vì cổng với cửa nó ngay giáp nhau mà đấy, nhà ngay mặt đường của xóm nữa, vài bước chân là ra luôn được đến đường à, ra đến cổng luôn à, mà cổng giáp tường bao, cổng gọi là hàng găng ngày xưa thôi, nó hàng rậu bằng cái cây găng ấy các bạn ạ, không phải là bằng tường bao hay là cái thép gai gì đâu, là bằng cây găng, cái rậu găng thôi đấy, mà bước vài bước là ra 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 đến rậu găng rồi, mà rậu găng thì giáp với đường luôn, đường đất ngày xưa, đường đường đất. Thì cô ấy mở cửa cái đứng ở sân ngó, thì con chó bắt đầu là thấy thấy chủ ra, nó bắt đầu có vẻ là lẩn lẩn lại đấy, thế nhưng mà nó vẫn sủa, mà vẫn sủa theo kiểu là hoảng hoảng nhá. Thế là cô ấy mới bảo ai đây, thế thì cái cổng ngày xưa các bạn, cổng ở quê mà, thì nó khóa thì sử dụng cái kiểu khóa dây các bạn, khóa dây xong nó móc vào cái cổng cái là xong thôi đấy. Thế thì bà ấy cũng tự ý nhanh tay thoăn thoắt, bà ấy vừa tìm cách bà ấy gỡ vào, thứ từ từ để cô cũng kiểu 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 tiếp khách ấy, mà thôi để từ từ cho chạy ra. Thế là cô ấy bước ra cổng để định giúp bà ấy mở cổng, thì cảm giác có người sau mà, thế là quay lại thì thấy con gái mình đã đứng ở ngay sau rồi, mà cảm giác là lúc này là con gái của cô ấy là mắt, đôi mắt nó vô hồn, nó thẫn thờ luôn, như kiểu là bị người ta thôi miên ấy đó. Thì cô ấy cũng thấy có một cái gì đó nó chột dạ, như linh tính nó mách bảo thôi, thì cô ấy quát bảo cô ấy quát là Huệ đi vào trong nhà ngay đấy, vào trong nhà chứ sợ ra đây đấy. Thế thì cô ấy vừa nói vừa mới giằng tay, cầm tay con gái đi vào trong nhà để lôi bạn ấy vào trong nhà. Thì bà kia bà ấy cũng cứ thế là bà ấy theo vào thôi, theo vào tận trong giữa nhà. Thì mình cũng chia sẻ thực rằng là không, các bạn ở đây đừng có thắc mắc rằng là câu chuyện là nhà có thổ công hay có người này người kia ấy, sao lại để cho ma quỷ vào nhà dễ dàng được nhá. Với cái lý do này thì mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Cái này nó không hề như các bạn đang tưởng đâu. Trong trong văn hóa Việt Nam mọi người thật sự nhầm lẫn rất nhiều về vấn đề này, là thổ công có trách nhiệm là phải trông nhà cho chúng ta này thế kia đấy, thì sai lầm hoàn toàn. Mình sẽ nói ở video sau về cái việc này cho các bạn nhé. Đó thì quay trở lại câu chuyện để tránh lan man đó, thì chia sẻ với các bạn là khi bà cũng đi vào trong nhà, thì cô ấy kiểu lúc này cái cảm giác mà các bạn công nhận không, khi các bạn đi vào trong nhà thì mà có khách theo sau thì kiểu gì các bạn cũng phải quay lại theo cái trực giác ấy đúng không, thì cũng phải quay lại hoặc để ý xem khách như nào ấy. Thì cô cũng quay lại, thì lúc này cô mới thấy bà ấy đang trợn trừng mắt lên, quay ra lườm con chó, con chó im re rên rỉ luôn, không dám sủa một tiếng nào nữa. Mà bà ấy lúc này bà cô ấy cảm thấy là mắt bà ấy đỏ ngầu và long sòng sọc lên, tất nhiên là nó không phải đỏ lư lên như kiểu là chúng ta hay thấy ở trong các bộ phim ma hay phim điện ảnh là mắt nó đỏ hoe một màu đỏ đâu, nhưng mà các bạn hình dung khi con người ta tức giận ấy đấy, hoặc là như kiểu hay khi chúng ta phải khóc ấy, thì mắt chúng ta sẽ đỏ 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 ngầu lên kiểu như thế, và các cái gân máu ấy ở trong mắt ấy nó nổi lên và nó đáng sợ hơn cả như vậy đấy. Tức là cô này cô Huế này, cô ấy tả lại là mắt của cái bà ấy lúc cô quay lại mà cô ấy rợn hết tóc gáy lên, cảm thấy mắt long sòng sọc và đỏ ngầu lên như thế, tức là nó còn đỏ hơn cả một người đang khóc hay là một người đang tức giận nhá, đỏ lừ lên và cô ấy sợ lắm. Thế là cô ấy quát con vào trong buồng bảo đi vào trong, đi vào trong đi nhanh, đi vào ngủ, vào trong vào ngủ đi Huệ đấy. Thế nhưng mà lúc này chia sẻ thực với các bạn là cô lúc ấy là mấy cái câu chuyện mình cũng không không nhớ được hết trong ký ức, nhưng mà mình có sáng nay mình có trước khi quay cái video này mình có hỏi mẹ mình, thì mẹ mình cũng đã cố nhớ lại cái ngày hôm đó lúc lên thăm, lên viện thăm thì hỏi thăm nhau ấy, thì được cô Huế này cô kể lại cho mẹ mình như nào, thì hôm nay mình đã nhớ được một chút là để kể cho bạn tiếp, là khi mẹ mình nói chuyện lại ấy thì là lúc đấy là bảo bảo bà Huệ là vào trong ngủ đi đấy. Thế nhưng mà thật sự rằng là bạn này bạn cứ đứng thẫn thờ ra thôi đấy, đứng thẫn thờ trong tay cứ bám vào một bên tay, cứ bám vào cái chỗ của máy khâu thôi. Thì cái bà cụ này này, cái bà cụ này đây là một bà cụ đấy, rất già và đi rất còng lưng còng lưng còng 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 đi vào trong nhà, đi cứ như vậy. Bà ấy mới quay lên trợn mắt lên, bà ấy bảo sao lại quát con bé, tôi đến đây để sửa quần áo mà đấy, sửa quần áo cơ mà, thế con bé đáng yêu thế nhở, đấy tên cháu là gì thứ. Thì bà vừa nói như vậy nhưng mà bà ấy vừa thao tác tay luôn, tay bà ấy vừa vuốt tóc vừa gọi là sờ vào gáy cái thứ gọi là định lần mò trên trên cơ thể của bạn Huệ này đấy. Thì bà mẹ bà ấy mới cầm tay của bà ấy,
để định gạt phát ra, định gạt phát ra đấy. Thế nhưng mà khi vừa cầm vào tay thôi thì thấy tay của bà cụ này lạnh ngắt, và cảm giác như là đang cầm vào một cái cục đá các bạn, cảm giác thế, và cứng, cực kỳ cứng, tay của một bà cụ, không biết sao lại một bà cụ mà lại cứng, và cảm thấy tay chỉ toàn xương thôi nhưng mà rất là cứng. Cô ấy tả cảm nhận được rất rõ ràng, cô ấy tả rất chân thực luôn và cảm nhận rất rõ ràng là như thế. Thế nhưng mà khi ngay khi cô ấy cầm vào thôi mà cô ấy cũng cảm thấy người gần như là có một cái gì đấy nó bị làm cho mình trong một cái phút giây gọi là hơi lơ đễnh đi các bạn. Các bạn có hình dung được cái cảm giác mà đôi lúc chúng ta đầu óc sẽ rơi vào một cái trạng thái bị bâng cua không? Đấy, kiểu như thế. Thế nhưng mà nó chỉ là một chút thôi. Thế nhưng mà cô ấy vẫn trấn tĩnh được ngay. Đấy, thì khi trấn tĩnh ra thì thấy bà ấy đang gọi là ôm 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 Linh rồi, mà trong khi là đang cảm nhận được tay mình cầm vào tay của bà cụ nhá, mà chỉ trong một vài cái giây phút nó bâng cua đi như vậy mà đã quay ra đã thấy bà ấy đang ôm ôm con gái mình rồi, xong rồi là vuốt ve rồi đấy. Nhưng mà chỉ thấy được một tay vuốt ve, còn một tay kia thì không thấy đâu đấy. Trong khi rõ ràng đang cầm vậy nhưng khi quay ra cảm giác được cầm như vậy nhưng khi quay ra tay mình không hề cầm cái gì cả đó. Thế thì bà ấy đang 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 gọi là ôm nhẹ nhàng con gái mình như thế, thì cô ấy mới quát, cô ấy quay ra cô ấy quát, cô ấy bảo: "Ơ cái bà này vớ vẩn, đêm hôm rồi vào nhà tôi mà lại chưa biết bà là ai mà bà đã ôm con gái tôi cái thứ như vậy rồi, bà làm cái trò gì đấy?" Thế là cô ấy mới xô bà ấy ra. Thì xô bà ấy ra thì khi cô ấy tả là khi xô bà ấy ra thì đẩy vào bà ấy, cô ấy là một người rất là cũng lúc đấy cũng rất là trẻ nhá, chị rất là trẻ nhá, chỉ tầm chưa đến tầm hơn 30 thôi, chưa đến 40 đâu đấy, mà xô một bà cụ lưng còng đấy, không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà lưng còng, cô ấy tả không 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 tả được tuổi, bởi vì là cảm giác như nhìn mặt bà ấy rất nhăn nheo và rất tối tăm nên không thể ước lượng được ấy, nhưng mà không hề xô được, bà cứ đứng vững như vậy luôn, đứng ngay cạnh cái bàn máy khâu mà đứng vững như vậy luôn. Hay là cô ấy giằng con gái ra, không xô được cô ấy giằng con gái ra đấy, không xô được bà ấy nữa là cô ấy giằng con gái mình ra. Thì khi giằng ra ấy, thì là cái bạn Huệ này này, cô ấy tả luôn là vừa mới giật ra khỏi một cái là bạn Huệ này như người bất tỉnh rồi, như kiểu bị xỉu rồi, là hai mắt vẫn mở nhưng mà mở theo kiểu là trong vô hồn ấy, vô thức ấy, không nhận thức được gì nữa, không hề gọi là cái tròng mắt này không hề đảo quanh hay nhìn nhiếc gì được cả các bạn ạ. Đó, và chân tay bạn ấy mềm nhũn ra và kiểu là muốn khuỵu xuống, xỉu xuống, ngã xuống ấy. Đấy, thì cô ấy vội ôm chầm, cô mới quát bảo: "Ba linh tinh, bà làm gì con gái tôi rồi? Bà biến ra khỏi nhà tôi ngay, cút ngay." Đấy, cô ấy hét ầm lên, đêm hôm hét ầm lên như thế. Đấy, sau lúc này bắt đầu là khi cô ấy hét lên được như thế nhá, gọi là cô ấy hét hét ầm được lên như thế một cái thì bắt đầu tiếng chó nhà cô ấy bắt đầu mới sủa ầm hết cả lên. Đấy, thế là khi con chó nó vừa sủa được mấy tiếng thôi thì cái bà cụ này, bà ấy tỏ ra một cái động thái rất là tức giận, bà ấy tỏ ra cực kỳ giận, bà ấy quát quát lên, nhưng mà không phải là quát ầm lên đâu mà bà quát theo kiểu nó gằn giọng ấy, gằn giọng lên ấy. Bà ấy quát là: "Cái nhà này vớ vẩn, tôi đến đây để may đồ sửa quần áo thôi mà đuổi tôi, xong nói tôi nọ này nọ." Thế xong bà ấy vùng vằng vòng vằng, bà ấy rồi mới quay ra cửa để bước đi. Mà cô tả lúc bà ấy bước đi chân thoăn thoắt thoăn thoắt thoăn thoắt, cảm giác gần như là không nhìn thấy chân luôn, bà ấy đi rất nhanh, đi kiểu nó bảo như một cơn gió, là nó vô lý, không phải các bạn ạ, nhưng mà cảm giác không thể là một bà cụ lưng còng mà đi nó như vậy được. Cô ấy tả là còn đi nhanh hơn cả cô ấy luôn, nhanh hơn cả một người thanh niên khỏe mạnh luôn, cảm giác thoát đi như vậy các bạn ạ. Đấy, thế là khi cô quay chỉ quay ra nhìn con gái thôi, là lúc đầu thấy Huệ quay ra nhìn gái thì lôi mới thấy Huệ là mặt tái mét, da xám ngoét, môi thâm, xong bắt đầu là mắt thì lúc đấy là mới nhắm vào rồi, kiểu bị ngủ rồi, bị ngủ thiếp đi rồi, và cảm giác như là lúc đấy là Huệ cô cầm cô ôm con gái mình và sờ người con gái mình, nó lạnh buốt, lạnh như băng luôn. Đấy, thì lúc cô mới hét ầm lên là: "Mọi người ơi, cứu với, mọi người ơi." Thế là hét ầm lên rồi nuôi cả chó, cái đàn chó ở cả xóm nó mới sủa hết lên. Mà có một điều rất là khó hiểu nha các bạn nhé, là khi mà bắt đầu là con chó nhà cô ấy sủa được cái, cả đám chó của cả xóm im phăng phắc chưa thấy sủa gì, nhưng khi cô ấy bắt đầu hét một cái như thế, cô ấy tả rằng là bắt đầu nghe tiếng chó sủa từ nhà cô ấy mới lan hết ra ngoài, mà nó không phải là sủa, nhà cô cũng gần gần cuối xóm thôi, thì đúng ra ấy là nó phải, ví dụ chó chó khi mà chó sủa đúng các bạn, nó phải cắn theo đàn mà, đúng không?
Đấy, thì con nọ tức con kia nó phải cắn, chứ nó phải cắn ầm cả xóm lên, tức là đầu xóm cuối xóm phải cắn. Như đây nó cái kiểu là nó sủa theo kiểu là người đi đến đâu hay là có một ai đó đi đến đâu là chó nó mới sủa đến đấy các bạn ạ. Đấy, cố tả như thế. Và cũng có một cái kỳ lạ là trong cái chuyện là ở cái điểm đấy là từ nhà cô đi ra ngoài đầu xóm là bắt đầu là chó mới sủa nhặng hết cả lên như vậy, chứ không hề phải là một vài nhà còn cuối cùng ở xóm nữa. Đấy, một trong những điểm rất là khó giải thích là như thế. Mấy con ở dưới thì im re không thấy gì. Đấy, thế thì khi mà mọi người mới thấy thế, tá hỏa chạy đến rồi mà mới đổ xô vào thì hỏi chuyện gì chuyện gì. Thì thật sự rằng là cô ấy gần như không nói gì nữa, cô cũng ngất lịm đi. Thế là đưa cả mẹ lẫn con lên cấp cứu. Và các bạn biết không, đây là một câu chuyện rất có thật. Nên là khi đi cấp cứu như vậy, bạn Huệ này được đưa vào tình trạng là mất máu, phải truyền máu. Cô này thì không bị sao cả. Cô mẹ này, cô Huế này không không cũng không có làm sao. Đấy, nhưng mà cô ấy vào viện là cũng một lúc sau là tỉnh được ngay. Bác sĩ người ta làm các cái thủ thuật pháp y trong ngành y tế là cô tỉnh ngay, nhưng bạn này phải truyền máu. Và khi mà bạn ấy tỉnh lại và khỏe lại như vậy, mẹ hỏi là như nào ấy, thì bạn nói chuyện rằng là khi bạn ấy đang ngủ cứ nghe thấy có người gọi tên bạn ấy, cứ có người gọi là Huệ ơi dậy đi, Huệ ơi dậy đi, ra ngoài cổng này, ra đây, ra ngoài cổng này, đấy bọn tớ đợi ở ngoài cổng này, ra đây chơi bọn tớ đấy. Lại nghe thấy có tiếng người gọi kiểu là bạn bè gọi ra ngoài chơi vậy cơ. Thì bạn bảo là con cứ nghĩ là bạn gọi đi chơi thì con cứ ra ngoài thôi, không không có cảm thấy có một cái gì cả. Thế thế nhưng mà mỗi lần mẹ gọi thì con cũng cứ như kiểu mình cảm giác như mình bị mộng du ấy, nửa mê nửa tỉnh, biết rõ là mẹ gọi và mẹ còn quát con không cho con đi chơi, không cho con đi cơ. Thì mỗi lần như thế con cứ sự người lại thôi. Đấy, thế thế còn đến lúc mà con thấy có một ai đó đến nhà mình thì là con chỉ biết rằng là có ai đó đến nhà mình và người ta khen con xinh, khen con đẹp, rồi người ta muốn gọi là âu yếm ôm con thôi. Thì cái đấy nó bình thường, con cũng không kiểm soát được, con cứ để vậy thôi. Nhưng cảm giác như là người mình nó cứ bị một cái gì đó nó áp chế, nó gây khó chịu. Đấy, con không biết một cái gì cả. Đấy, thì bạn ấy chỉ nói được như vậy thôi. Thì ra là ngày đó bạn ấy cũng còn còn nhỏ, gần gần tuổi với Mắc đó, thì cũng chỉ tả được như vậy. Và các bạn biết không, thực sự là bạn 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 Huệ này đã phải truyền máu, và đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, và cái kết nó cũng là như vậy. Thì thực sự rằng là trong vô vàn các cái câu chuyện ma về ma cà rồng do các nhà văn hay các đạo diễn, các biên kịch người ta viết ra, thì thực sự là có rất nhiều câu chuyện. Và cái câu chuyện ngày hôm nay Mắc kể là một câu chuyện nó diễn ra và có thật, và mình được chứng kiến qua cái lời kể ba mẹ nói chuyện lại. Và mình cũng để câu chuyện được chuẩn chỉ hơn, ngồi đây quay video gửi đến các bạn như thế này, mình cũng có hỏi và nói chuyện lại với mẹ mình để sao cho nó thiết thực và chuẩn chỉ nhất đó. Thế còn có rất nhiều câu chuyện khác mà mình sưu tầm trong dân gian cũng như là được nghe rất là nhiều người kể lại, thì phải chia sẻ thật với các bạn là thế này: mình sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Bắc. Đấy, quê hương của mình có 19 dân tộc anh em đó, đủ các dân tộc khác nhau đó. Thành ra là mình lại rất là thân với người đồng bào, lớn lên ở cùng với rất là nhiều bạn bè trang lứa là người đồng bào, người dân tộc, các dân tộc thiểu số khác nhau, rất là thân với mọi người. Nên là mình cũng có được nghe rất là nhiều câu chuyện đến nhà các bạn bè ăn cơm từ nhỏ của người dân tộc Thái hay Thái trắng, Thái đen, hay thậm chí là người Mông hay người Dao, mình cũng được đến rất nhiều và được nghe rất nhiều câu chuyện đó. Nên là mình cũng rất là hy vọng rằng là cái video này của mình được các bạn yêu thích đó. Để nếu các bạn yêu thích thì các bạn ấn like, share đó, làm sao để cho kênh của mình được nhiều người biết đến hơn nữa, cả kênh TikTok cũng như là kênh YouTube được nhiều người biết đến hơn. Thì cũng phải chia sẻ thực là mình mới làm kênh đó, thì mình cũng phải có cái nguồn sống đáp ứng được đó. Nên nếu các bạn yêu 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 mến thì mong rất rất là mong các bạn đầu tiên ủng hộ mình một follow, like, share và để lại bình luận để mình có cái động lực làm kênh hơn nữa, để gửi đến các bạn nhiều cái câu chuyện mình sưu tầm được, thậm chí là có một vài câu chuyện do mình sáng tác mình viết ra, cũng rất là hy vọng được gửi đến các bạn nhé. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy làm như mình vừa nói nhé, tặng mình một follow, một like, một share và để lại bình luận để giao lưu với mình. Các bạn đừng quên nhé, kênh của mình kể về những câu chuyện bí ẩn, Đông Cổ Kim Tây kể hết, và các câu chuyện tâm linh đó, và đặc biệt là các câu chuyện về lịch sử nữa. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.